Thưa quý vị, thưa các bạn, với chủ đề tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2019, Việt Nam Expo 2019 là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường quảng bá sản phẩm, gặp gỡ khách hàng tiềm năng, mở rộng và củng cố thị trường nội địa. Cùng với đó, các quốc gia tham dự sẽ có dịp tiếp cận với số lượng lớn các doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu thị trường, trao đổi, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hội chợ năm nay có hơn 550 gian hàng với chủ đề xuyên suốt Việt Nam Expo tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế, tiếp tục khẳng định là một cơ hội không thể bỏ qua đối với doanh nghiệp trong nước đang trên đà xây dựng thương hiệu mạnh, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đồng thời là cơ hội vàng giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận công chúng một cách hiệu quả nhất. Có thể đánh giá được một số những cái nét mới của Việt Nam Expo 2019. Trước hết đó là cái sự tham gia của đông đảo các cái doanh nghiệp, hơn 500 các cái doanh nghiệp của 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 600 gian hàng. Nhưng quan trọng hơn là có cái sự tham dự của rất nhiều các cái thương hiệu quốc gia của Việt Nam, những cái doanh nghiệp mà có thương hiệu uy tín và có chất lượng. Cái điểm thứ hai là Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với cả Amazon Global Selling làm cái lễ phát động và khởi động cái việc tham dự của 100 doanh nghiệp Việt Nam tham dự để xuất khẩu trực tiếp nhưng thông qua cái Amazon.com. Và như vậy là chúng ta dùng cái thương mại điện tử để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa. Thì chúng tôi thấy là những cái giá trị về mặt quảng bá thương hiệu cũng như các cái giá trị về nâng tầm các cái sản phẩm và thương hiệu của Việt Nam với trong mắt bạn bè quốc tế, thì chúng tôi đây là thấy đây là những cái giá trị rất là to lớn mà hội chợ Việt Nam Expo mang lại. Tại Việt Nam Expo, khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam Invest in Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn, không chỉ là thiết kế gian hàng đẹp mắt, những thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam mà còn giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế 6 ngành công nghiệp trọng điểm thu hút gắn liền với các điểm đến đầu tư là các địa phương tiêu biểu như Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang, Thanh Hóa, Yên Bái. Hoạt động về xúc tiến đầu tư và đặc biệt là tập trung vào trong cái lĩnh vực công thương thì đây là một cái hoạt động mà Việt Nam Expo trong những năm gần đây đã chú trọng, và có thể nói là thông qua những cái tổ chức Expo những năm gần đây thì đã thu hút được các cái nhà đầu tư của các nước và vùng lãnh thổ để thứ nhất là người ta quan tâm đến thị trường Việt Nam, và thứ hai là phối hợp và liên doanh liên kết và cũng như là đầu tư 100% của vốn nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực công thương. Không chỉ đơn thuần là tham dự một hội chợ để tìm kiếm nguồn hàng mới, tại Việt Nam Expo 2019, khách tham quan sẽ nhận được sự hỗ trợ tư vấn cần thiết về thiết kế, nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng nhãn hiệu, bao bì sản phẩm thông qua khu gian hàng hỗ trợ thiết kế và phát triển sản phẩm do Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc KIDP phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam tổ chức. Với cái gian hàng hỗ trợ năm nay, chúng tôi lựa chọn 3 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, những doanh nghiệp có đầu tư về mảng thiết kế để phát triển sản phẩm. Và chúng tôi cũng giới thiệu 3 nhà thiết kế Hàn Quốc là những nhà thiết kế mà sẽ làm việc tại Trung tâm Thiết kế Việt Nam Hàn Quốc, và họ cũng giới thiệu các dịch vụ thiết kế của Hàn Quốc. Đặc biệt thì trong gian hàng cũng có giới thiệu về cổng thông tin suchi.com là cổng thông tin giới thiệu các sản phẩm thủ công nghiệp của Việt Nam ra giới thiệu cho thị trường Hàn Quốc. Ngoài khu gian hàng quốc tế bắt mắt và hấp dẫn, khách tham quan còn bị cuốn hút bởi sản phẩm tiên tiến và đa dạng, sự góp mặt của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia, nổi bật là các sản phẩm gắn liền với các giá trị cốt lõi, chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Tại Việt Nam Expo, các đối tác quốc tế có thể gặp gỡ các doanh nghiệp xuất khẩu tiên phong trong nhiều nhóm sản phẩm như nhựa, cao su, giấy, vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ. Tôi cũng phải nói là cái quỹ của chúng tôi đã tổ chức cho các doanh nghiệp của Ga tham gia rất là nhiều những hội chợ ở những nước khác nhau trên thế giới. Còn nói về tham gia về ở phía Việt Nam thì đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia vào Expo cũng như là những cái triển lãm tại Việt Nam. Chúng tôi được đánh giá rất là cao cái sự chuyên nghiệp ở trong quá trình chuẩn bị các hoạt động và sự chính xác trong các thao tác của công tác chuẩn bị.
Thực chất ra thì ở trong thời gian mấy năm trở lại đây thì cái phòng hợp tác đầu tư kinh tế và thương mại của Liên bang Nga đã hợp tác rất là chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và đã có rất là nhiều dự án hợp tác dài hạn, và chúng tôi đã ký kết rất nhiều hoạt động ở trong lĩnh vực kinh tế và thương nghiệp để làm sao để tìm ra được nhiều đối tác của Việt Nam nhất. Qua 28 kỳ tổ chức, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất, đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa.